Chuyện cổ tích Tấm Cám. Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Bố mất rồi, Tấm phải ở với dì ghẻ. Một hôm dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ và bảo đi bắt tôm bắt tép. Bà hứa rằng đứa nào bắt được nhiều thì bà sẽ cho một cái yếm đỏ. Tấm và Cám cùng mang giỏ ra đồng. Tấm bắt được nhiều, Cám bắt được ít. Cám bảo chị: "Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hụp cho sâu, kẹo về gì mắng." Tấm tưởng thật, hụp xuống. Cám ở trên bờ trút lấy tôm tép của Tấm vào giỏ mình rồi mang về trước. Tấm lên dòm vào giỏ, thấy mất tất cả, mới khóc hu hu. Bụt hiện lên rồi hỏi: "Làm sao con khóc?" Tấm kể hết sự tình cho Bụt nghe, rồi lại khóc. Bụt bảo Tấm: "Nhìn xem trong giỏ còn gì không?" Thì ra còn lại một con cá bống. Bụt liền bảo Tấm đem cá bống về, thả xuống giếng nuôi, và dặn mỗi ngày cho ăn 2 lần, mỗi lần 1 bát cơm. Khi cho ăn, phải gọi: "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người." Tấm nghe lời Bụt dặn, đem bống về nuôi. Cứ đến bữa cơm thì lại hớt 1 bát, giấu vào thùng gánh nước, mang ra cho bống. Nghe lời gọi dịu dàng của Tấm, bống lại ngoi lên mặt nước ăn cơm. Ít lâu sau, mụ dì ghẻ biết được, liền sai Cám đi rình. Cám đi rình xem hết đầu đuôi, học lõm được câu gọi bống rồi về mắt mẹ. Một hôm, mụ dì ghẻ lừa bảo Tấm: "Con ơi con, mai con đi chăn trâu, phải đi chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu." Tấm tưởng thật, nghe lời dì ghẻ. Hôm sau dắt trâu đi chăn ở cánh đồng xa làng. Thừa dịp đó, mẹ con Cám đem cơm ra giếng, đổ xuống và cũng lặp lại câu mà Tấm thường gọi bống. Bống cũng bơi lên mặt nước, thì bị mẹ con Cám bắt lấy, mang về làm thịt ăn. Đến bữa cơm, sau khi ăn xong theo lệ thường, Tấm mang thùng đi gánh nước và đem cơm cho bống. Nhưng bận này, Tấm gọi mãi cũng không thấy bống đâu, mà chỉ có một cục máu nổi lên. Tấm thấy vậy lại ngồi khóc hu hu. Bụt hiện lên hỏi: "Làm sao con khóc?" Tấm thưa lại sự việc xảy ra. Bụt liền bảo: "Người ta đã bắt bóng của con ăn thịt mất rồi. Con về nhà nhặt xương của nó, mua lấy 4 cái lọ, bỏ vào đấy, rồi đem chôn xuống 4 chân giường con nằm." Tấm nghe lời Bụt, về nhà tìm xương bóng, tìm mãi không thấy. Bỗng có một con gà trống gáy lên rằng: "Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho." Tấm lấy nắm thóc ném cho gà, gà bới một chỗ thì thấy ngay xương cá. Tấm vội nhặt lấy, cho vào 4 cái lọ và chôn xuống chân giường. Được ít lâu, nhà vua mở hội. Mẹ con Cám sắm sửa, quần lành áo tốt, đi xem hội. Mụ dì ghẻ không muốn cho Tấm đi, liền trộn 1 đấu thóc với 1 đấu gạo, bắt Tấm ngồi nhặt kỳ xong mới được đi. Tấm ở nhà tủi thân lại ngồi khóc. Bụt lại hiện lên hỏi. Tấm kể đầu đuôi câu chuyện. Bụt liền bảo: "Để ta cho 1 đàn chim sẻ xuống nhặt giúp con." Tấm sợ chim ăn mất thóc, sẽ phải đòn. Bụt hiểu ý, nói: "Rồi ta cấm chim, không cho nó ăn thóc gạo của con đừng sợ."
Đàn chim sẻ xè xuống nhặt, chỉ nháy mắt là xong. Nhưng Tấm ngồi vào xó nhà lại khóc. Bụt lại hỏi, làm sao con khóc? Tấm thưa, con không có quần áo đẹp để mặc đi xem hội. Bụt bảo, con đi đào những lọ chôn ở chân giường lên, muốn có quần áo đẹp, như thế nào cũng có. Tấm vui mừng, đào các lọ lên, quả nhiên thấy chẳng những là có quần áo đẹp, mà còn có cả một đôi giày thêu kim cương, một con ngựa hồng rất đẹp. Tấm mừng quá, thắng bộ vào, đi giày, cưỡi ngựa ra xem hội. Từ đằng xa, Cám trông thấy Tấm ăn mặc đẹp đẽ, vội mát mẻ. Mụ dì ghẻ không tin, nói con Tấm nhà mình làm gì có quần áo đẹp như thế, nó còn đang ngồi nhặt thóc, còn lâu mới được đi. Lúc Tấm đi qua bờ hồ, vô ý sẩy chân, đánh rơi một chiếc giày xuống nước. Vừa lúc ấy, voi nhà vua đi qua, bỗng dừng lại, kêu ầm ĩ. Vua sai lính lội xuống hồ xem có gì cản trở. Quân lính xuống hồ mò, tìm một lúc thì vớt được một chiếc giày thêu rất xinh đẹp. Họ liền trình lên vua. Vua ra lệnh truyền tin cho tất cả đàn bà con gái, ai đi xem hội mà ướm giày vừa thì được vua lấy làm vợ. Các cô thi nhau ướm thử, nhưng chẳng ai đi vừa cả. Mãi sau đến lượt Tấm thì giày với chân vừa như in. Vua mừng lắm, sai thị vệ lấy kiệu rước nàng về cung. Đến ngày giỗ bố, Tấm về nhà làm giỗ. Mụ dì ghẻ lập tâm giết Tấm, bèn sai Tấm trèo lên hái cau để mang cúng bố. Tấm trèo lên gần tới ngọn, mụ ở dưới đảnh gốc cây thấy đậm. Tấm hỏi vội, dì làm gì ở dưới ấy thế? Mụ liền nói dối, dì đuổi kiến cho con đấy, và cứ tiếp tục chặt. Tấm đang hái cau thì cây đổ, Tấm ngã xuống ao cạnh đấy, chết đuối. Mụ dì ghẻ vội lấy quần áo đẹp của Tấm mặc vào cho Cám, và đưa Cám vào cung thế chị. Tấm chết, hóa ra con vàng anh bay đến đậu ở vườn nhà vua. Thấy Cám đang giặt quần áo cho vua, vàng anh liền hót: giặt áo chồng ta thì giặt cho sạch, giặt mà không sạch ta vặt mặt ra. Đến lúc Cám đem phơi, chim vàng anh lại hót: phơi áo chồng ta thì phơi bằng sào, chớ phơi bờ rào ta cào mặt ra. Vua nghe thấy tiếng chim hót lạ lắm, bèn nói với chim: vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Vàng anh nghe thấy thế, tức khắc bay vào tay áo nhà vua. Từ đó vua thả chim vào một cái lồng sơn son thiếp vàng, hàng ngày vui chơi với chim mà không đói hoài gì đến Cám nữa. Cám tức lắm, về nhà vội kể cho mẹ nghe. Mẹ nó xui bắt chim làm thịt. Cám liền về cung, sai lính giết chim ăn, rồi vứt lông ra vườn. Lông chim lại hóa ra hai cây xoan đào tươi tốt. Vua thấy cây đẹp, lấy làm thích, sai mắc võng đào để nằm chơi hóng mát. Cám lại về mắt mẹ. Theo lời mẹ xui, Cám lại bắt lính đẵn hai cây xoan đào, lấy gỗ đóng thành khung cửi. Nhưng cứ mỗi lần Cám ngồi vào dệt vải thì cái khung cửi lại kêu lên kéo cà kéo kẹt, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Cám sợ quá, về nhà mắt mẹ. Mẹ lại xui sai lính đốt khung cửi rồi đổ tro ra đường cái. Không ngờ đám tro lại hóa ra một cây thị xanh tươi. Cây thị chỉ có một quả thật to và thơm nức. Một hôm có bà lão hàng nước qua đấy, thấy quả thị liền nói:
Thị ơi thị, rụng vào bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Bà lão vừa dứt lời, quả thị rụng ngay vào bị. Bà vội mang về nhà, để ở đầu giường, lấy làm quý lắm. Ngày nào bà lão cũng phải đi chợ mua hàng về bán. Cứ mỗi lần ở chợ về, bà lão đều ngạc nhiên, vì thấy có sẵn cơm canh để phần tươm tất, lại có cả chậu nước. Cửa nhà rất sạch sẽ, gọn gàng. Bà ráp tâm rình xem. Một hôm đi chợ được nửa đường, bà liền quay trở lại. Gần đến nhà, bà rón rén tới sát cửa, nhìn qua khe liếp, thấy một cô gái đẹp như tiên đang làm bếp. Bà lão mừng quá, chạy vào ôm chầm lấy. Vì lộ cơ, cô tiên không biến đi được nữa. Bà lão tìm quả thị thì chỉ thấy còn cái vỏ. Bà liền xé vụn ra rồi giấu đi. Từ bấy giờ, hai người sống với nhau và thương yêu nhau như hai mẹ con. Một hôm vua ra hồ dạo chơi, qua hàng nước, thấy có một bà lão phúc hậu, liền ghé vào. Vua bỗng nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo và đẹp, giống như những miếng trầu trước đây tấm vẫn têm. Vua mới hỏi bà lão: "Bà ơi, trầu này ai têm?" Bà lão bảo chính tay bà têm. Nhưng vua gặng hỏi mãi, bà đành thú thật là con gái mình làm. Vua ước ao được xem mặt. Bà lão gọi con gái ra. Nàng chính là Tấm. Được gặp vợ, vua mừng rỡ, sai quân lính rước về cung. Về đến cung, Tấm kể rõ sự tình cho nhà vua nghe. Nhà vua tức giận, sai người đem mẹ con Cám lên xử tội. Nhưng Tấm thương cảm, xin nhà vua tha cho họ. Cuối cùng, nhà vua truyền đuổi mẹ con Cám ra ngoài cung. Nhưng vừa ra khỏi thành, giông tố ập đến, và mẹ con Cám đã bị sét đánh chết giữa đồng.